Bạn Võ Thanh Thảo có hỏi, hiện tại mặt em đang bị dị ứng và nổi rất là nhiều mụn trứng cá đỏ, đầu trắng. Vậy em dùng hạt ngũ hoa để điều trị có được hay không ạ? Chào bạn, theo kinh nghiệm dân gian thì hạt ngũ hoa là một trong những loại hạt điều trị mụn rất là hiệu quả bạn nhé. Hạt ngũ hoa cho hiệu quả rất là tốt, kể cả với những loại mụn trứng cá đỏ, đầu trắng. Cách dùng hạt ngũ hoa để điều trị mụn là đem hạt hòa với nước nóng rồi đắp mặt nạ. Mặt nạ này thì sẽ giúp hút mụn khỏi da mặt. Ngoài dùng hạt ngũ hoa để đắp mặt nạ thì để giảm mụn triệt để, đồng thời có một làn da đẹp thì bạn nên sử dụng một số loại thảo dược có tác dụng là mát gan, giải độc. Từ đó thì sẽ ngăn chặn được căn nguyên gây ra mụn do nóng gan. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.